cuối cùng chuông cũng reo. Đến giờ đi về nhà thôi. Nè mấy bạn, bữa nay chúng ta có một bữa tiệc đó. Ủa đến rồi sao? Nhanh vậy. Không may các bạn đã quên mất bữa tiệc này, và họ không kịp chuẩn bị tiền rồi. Đúng vậy, tụi mình đều rỗng túi hết. Chúng ta phải làm gì đây? Ồ không, chỗ này nhìn như bãi rác, chứ có phải sân sau ấm cúng đâu. Chỗ này cần được dọn dẹp. Martina à, bây giờ không có thời gian để chơi đâu nha. Cố lên Ashley, một chút nữa thôi. Martin thì không hề vội vã gì cả. Nè, cậu không thể cứ làm mấy chuyện vặt đó được. Bây giờ thì Martin rất chăm chỉ làm việc. Nhanh lên đi, nhanh lên, còn nhiều việc lắm đó. Nóng quá, may mà có mấy hộp cát tông. Ê, khoan đã, tụi mình có cát tông nè. Mình biết phải làm gì rồi, bọn mình sẽ làm mọi thứ bằng cát tông nha. Ý hay đó, mình sẽ làm thành một sân vườn, hoặc căn nhà, hoặc là túp lều cũng được. Nắng như này là mình phát điên lên mất. Nó cứ làm mình muốn trốn. À đúng rồi, mình cần phải làm một cái dù bằng cát tông. Ồ, có quá nhiều giấy cát tông ở đây nè. Gấp lại ở đây, duỗi thẳng chỗ đó. Xong rồi, một cái dù đẹp đã hoàn thành. Ủa, cho mình che với nha. À, xin lỗi, cái dù này chỉ che được một người thôi à. Bạn thật ích kỷ mà. Được rồi, nếu bạn gieo một hạt giống cát tông và tưới nó bằng bình tưới cây cát tông thì bạn có thể trồng được một cây cát tông khổng lồ. Wow, nó thật to lớn nè. Bạn cũng cần phải chăm sóc kỹ loại cây này đó nha. Tưới nữa và chăm sóc thường xuyên chắc chắn sẽ thành công. Ở đây nóng quá. Wow, Ashley trồng một cái cây bự kìa. Nó sẽ giúp chúng ta mát mẻ và bình yên. Khoan, cái gì chỗ kia vậy? Ôi, nhìn kìa, là một con sóc. Dễ thương chưa? Cho nó ăn được không? Nó nhảy xuống đất kìa. Đây, hạt của mày nè. Thêm nữa nè. Mình yêu sóc lắm. Nè, coi chưa? Ashley, chạy lại đó làm gì vậy ta? Chơi ném đĩa sao? Ôi, được đó, cùng chơi với nhau đi. Wow, cậu ném giỏi ghê ha. Chúng ta cần nghĩ ra nhiều trò nữa. Wow, trò này cũng được luôn sao? Hôm nay thứ gì chơi cũng được. Nhanh lên, ném bóng đi. Đánh đẹp đó. Nữa nè, và nữa nè. Dễ như ăn ớt ấy mà. Ashley là một vị trọng tài khó nhất trái đất này. Hết hiệp. Đổi chỗ đi. Một, hai, ba, đánh. Wow, trò này hay ghê ha. Trời hôm nay thiệt nóng quá. Bọn mình cần cái đó. Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Ashley, Martin, làm hồ bơi cát tông thấy sao hả? Cậu nghĩ nó có thành công không? Ít nhất nó cũng phải đẹp chứ. Sue à, bọn mình xong rồi nè. Lại đây đi, tới lượt cậu đó. Mình tới đây. Hãy bơm nước ra thôi nào. Ý hay nha. Bật nước lên đi. Cho thêm nhiều nước cát tông nữa. Bọn mình trang trí hồ bơi bằng bóng nhiều màu đi ha. Đủ rồi, giờ nó hoàn hảo rồi đó. Mặt nước đẹp thật. Ashley đã sẵn sàng đi bơi. Ôi trời ơi, nước mát quá à. Mình ngồi trong đây cả ngày cũng được. Gì vậy, mà tìm chu đáo vậy sao? Bên dịch vụ mình còn có ghế tựa thư giãn nữa. Wow, thoải mái lắm. Tận hưởng nhà sương. Thư giãn bên hồ bơi mà không có đồ uống à. Thật là thiếu sót. Nhưng có Martin lo hết rồi mà. Nước chanh. Với nhiệt độ này nước chanh là số 1. Yeah, nó ngon quá. Tụi mình thư giãn quá lâu rồi. Chuẩn bị cho bữa tiệc vẫn chưa xong mà. Cái gì đây? Là gỗ à. Chúng mình sẽ xây một căn nhà. Cái khoan cần tay lúc này rất có ích đó. Bắt vài cái đinh vào trong. Và khung gỗ đã hoàn thành. Ashley và Sue vẫn còn đang thư giãn. Ê, nhìn kìa. Ngồi nhìn Martin làm việc thấy vui ghê. Lấy dao cắt giấy và chuẩn bị làm mái nhà đi. Lắp đặt những chiếc ngói bằng bìa cát tông. Wow, mái đẹp ghê. Sue, bạn thấy nhà kia không? Nó không phải là cái nhà, mà chỉ là một mái che thôi mà. Tụi mình phải sửa lại. Một chiếc cát tông nhỏ, màu sơn và thêm sáng tạo. Và xong rồi. Đỉnh mái nhiều màu xong rồi đây. Thử đặt lên xem sao nha. Các bạn đã đúng, cái này hay đó.
còn sớm để tận hưởng lắm. Vẫn còn một số chuyện phải làm nữa. Nhà thì phải có tường, có cửa sổ. Ổn rồi đó. Hãy gọi mình là vua các giấy cứng nha. Còn Ashley là bậc thầy trang trí. Wow, đẹp chưa này. Ngôi nhà mới thật là ấm cúng. Và có rất nhiều phòng cho chúng ta. Nhưng giờ thì có một thử thách to bự đây. Hình như các bạn của chúng ta đói rồi kìa. Bọn mình cần phải kiếm gì đó ăn đúng không nào? Barbecue bằng cát tông thấy sao hả? Ai cũng thích thịt và xúc xích nướng mà phải không? Mùi thật là thơm. Wow, giòn tan. Nhưng vẫn còn lâu lắm mới chín hoàn hảo được. Kiên nhẫn một chút các quý cô à. Một miếng thịt rớt rồi. Mày mày đó Bobo. Ăn đi rồi quay về chuồng của mày đi nha. Ôi trời đất ơi, chú cuốn biến thành cát tông luôn rồi kìa. Bobo nhỏ xíu, có phải mày không? Không có thời gian để buồn đâu. Bọn mình phải lo cho xong việc trang trí và cả đèn sáng nữa. Wow, giờ thì gần giống bữa tiệc rồi đó. Chỗ này còn thiếu khu dã ngoại nữa. Nhưng Ashley sẽ lo chuyện này. Mình rất muốn thử tất cả chỗ đồ ăn này. Nhưng những bạn khác lại nghĩ tiệc tùng thì cần phải có nhạc. Thích chọn bên nào đây? Su thích dòng nhạc cổ điển. Vặn to âm thanh lên. Còn Martin thích đánh nhạc guitar hơn. Ồ, không lẽ xảy ra chiến tranh à? Được rồi, mình sẽ cho xem thế nào là nghệ thuật thật sự. Thêm chút âm thanh nha. Người kể chuyện sẽ cảm thấy sao? To quá to. Tai của tôi. Dừng lại. Làm ơn đừng làm ồn nữa. Ăn chút đồ nhẹ đi ha. Cứ tự nhiên, đồ tươi lắm đó. Vị như là cá tông vậy. Buổi tiệc cá tông đã bắt đầu. Thấy chưa, bạn có thể tổ chức tiệc mà không cần gì, chỉ cần cá tông thôi. Tất cả bạn bè đều ở đây. Nhảy cho đến khi mỏi thì thôi. Thưởng thức đồ ăn đi. Chơi bóng bàn nè. Và đừng quên có hồ bơi nữa nha. Nơi này có quá nhiều niềm vui. Muốn tham gia cùng không nào? Những công dụng nào từ cát tông mà buổi tiệc trên còn thiếu sót nhỉ? Hãy để lại bình luận cho tụi mình biết nha. Và đừng quên cho video này một like. Và đăng ký kênh của bọn mình nha. Và nhớ ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những ý tưởng độc đáo về những mẹo tự làm trên kênh Room Room Select nha.